Sarai Cánh Hòa. Họ đều sử dụng hai ngoại binh, người Brazil là Evandro Dias Souza cùng với Luis Felipe Peroto. Trọng tài thứ nhất, ông Trần Trung Hiếu. Còn đây là hai trọng tài trong trận đấu này. Trọng tài Trần Trung Hiếu cùng với trọng tài Nguyễn Anh Tuấn. Trọng tài thứ hai, ông Nguyễn Anh Tuấn. Đội hình ra sân của đội Sanet Khánh Hòa. Và bây giờ sẽ là những cái tên có mặt trong đội hình ra sân của đội Sanet Khánh Hòa trong ngày thi đấu hôm nay. Đó là các vận động viên áo số 3 Dương Văn Tiên, số 5 Trần Chiến Chiêu, số 7 Phạm Quốc Dư, số 10 Đinh Văn Tú, số 11 Nguyễn Phúc Lộc và số 17 là Evandro Dias de Souza. Libero được đăng ký của họ, đó chính là Libero Huỳnh Trung Trực, một cái tên quen thuộc của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sanet Khánh Hòa sẽ được giới thiệu lại, đó chính là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Còn đây sẽ là những cái tên có mặt trong đội ra sân của LP Bank Ninh Bình. Đó là các vận động viên mang áo số 4 Quản Trọng Nghĩa, số 6 Hoàng Xuân Trường, số 10 Nguyễn Huỳnh Anh Phi, số 13 Nguyễn Thanh Tùng, số 17 Anut Promchan, số 20 Cù Văn Hoàn. Libero đăng ký bên phía LP Bank Ninh Bình, đó chính là Libero mang áo số 1 Trịnh Duy Phúc. Vậy đã có sự thay đổi, Nguyễn Thanh Tùng không phải là vận động viên được đăng ký xuất phát ngay từ đầu, mà đó là Nguyễn Thanh Hải. Đây là huấn luyện viên của đội bóng chuyền Nam LP Bank Ninh Bình, huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Và giờ chúng ta sẽ cùng dõi theo màn chạm trán giữa hai bóng Sanet Khánh Hòa cùng với LP Bank Ninh Bình tại trận đấu diễn ra vào ngày 4 tháng 4 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024. Ở set đấu thứ nhất thì đội LP Bank Ninh Bình là những người phát bóng trước. Người phát bóng cho LP Bank Ninh Bình đó chính là Anh Phi. Đó là tình huống ghi điểm của LP Bank Ninh Bình. Tình huống phối hợp khá hay. Mọi người đã mang lại điểm số cho đội bóng áo vàng, đó chính là ngoại binh của họ Anut Promchan. LP Bank Ninh Bình cũng đăng ký hai ngoại binh tại giải đấu này. Đó chính là Carlos Alberto Araujo cùng với Anut Promchan. Một ngoại binh người Cuba và một ngoại binh người Thái Lan. Trong đó thì cả hai ngoại binh của Sanet Khánh Hòa đều là người Brazil. Điểm số bây giờ đang là một đều. Vừa rồi là tình huống ghi điểm của Sanet Khánh Hòa. Đây là Dương Văn Tiên. Đó là pha phối hợp tấn công hay của đội LP Bank Ninh Bình. Tình huống tấn công tốt tới từ Quản Trọng Nghĩa. Đó là tình huống chắn bóng tốt của đội Ninh Bình. Tấn công quá đẹp của các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. Mọi người kết thúc trong tình huống vừa rồi là Evandro Dias de Souza. Những tình huống đập bóng của Evandro Dias de Souza cùng với ngoại binh còn lại Luis Felipe Peroto luôn mang lại những sự khó chịu nhất định. Vừa rồi là tình huống tấn công ra ngoài. Điểm số dành cho LP Bank Ninh Bình.
lần này thì không có cơ hội cho hàng chắn của MP Bank Ninh Bình nữa. Tình huống ghi điểm của Phạm Công Sư. Chủ công của Sanet Khánh Hòa cao 1m92. Phạm Công Sư cũng có lực đập rất tốt với những tình huống tấn công có thể nói là tương đối khủng hoảng. Đó là câu trả lời tiếp theo tới từ vị trí của Anup Prochan. MP Bank Ninh Bình lại có được điểm số để có thể vươn lên. Đây là Hoàng Xuân Trường, cũng là một tân binh của MP Bank Ninh Bình ở mùa giải năm nay. Với những tình huống như vừa rồi thì rất khó để cho hàng chắn của MP Bank Ninh Bình có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Đó là pha kết thúc tới từ Evandro Dias de Souza. Điểm số 4 đều. Những phút giây đầu tiên đang cho chúng ta chứng kiến một màn trình diễn khá tốt của cả hai đội bóng. Đó là tình huống dứt điểm chạm chắn và ra ngoài điểm cho MP Bank Ninh Bình. Một sự nhập cuộc có thể nói là tương đối thoải mái của cao trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Người phát bóng sẽ là Anup Prochan. Pha đưa bóng sang phần sân của đối phương rất hay. Có vẻ như đó là tình huống xử lý của Đinh Văn Tú. Tình huống xử lý ngay ở nhịp thứ hai của Đinh Văn Tú. Đó là tình huống mà các vận động viên bên phía MP Bank Ninh Bình đã không thể có được pha bắt bước một cũng như là xử lý các bước tiếp theo tốt hơn. Điểm thuộc về Sanet Khánh Hòa 6-5. Đó là câu trả lời của Quản Trọng Nghĩa, vẫn đang là vận động viên mà áo số 4 mang về điểm số cho MP Bank Ninh Bình. Hàng chắn của Sanet Khánh Hòa đã bắt bài không tốt. Còn đây là Cú Văn Hoàn, cầu thủ cao tới 2m và có được những lợi thế rất lớn cho những tình huống tấn công. Đó là pha bóng mà trọng tài xác định có lỗi của vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. Có lẽ trọng tài Trần Trung Hiếu đã bắt lỗi của Phúc Lộc. Phúc Lộc cho rằng mình không phạm lỗi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là pha xử lý mà Phúc Lộc cũng đã cùng chạm vào bóng với Thanh Hải. Đội Sanet Khánh Hòa yêu cầu challenge. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là điểm số thuộc về đội bóng nào. Nhưng trong những phút giây vừa qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến đội MP Bank Ninh Bình họ chơi tốt. Đó là một pha xử lý không để tay chạm lưới của Phúc Lộc. Lúc này thì các vận động viên đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2024 cũng đang bắt đầu cho những trận đấu cuối của giai đoạn 1. Trận đấu diễn ra giữa Sanet Khánh Hòa cùng MP Bank Ninh Bình vào ngày 4 tháng 4 này, cũng là trận đấu cuối của ngày thi đấu hôm nay. Giai đoạn 1 sẽ diễn ra cho đến ngày 6 tháng 4. Và sau đó phải đến tháng 11 chúng ta mới được chứng kiến giai đoạn 2 thi đấu. Nhưng sau đây vào tháng 4 sẽ là các trận đấu diễn ra tại Cúp Hùng Vương. Và đó cũng sẽ là một giải đấu rất được chờ đợi. Trở lại với những diễn biến của
Màn đọ sức giữa Sa Đéc Khánh Hòa và LP Bank Ninh Bình vẫn đang là những điểm số rất giằng co giữa hai đội. Bây giờ đang là điểm số 7 đều. Đó là tình huống mà trọng tài xác định điểm thuộc về Sa Đéc Khánh Hòa. Và đường bóng ra ngoài của vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. Đó là tình huống xử lý của anh Phi. Anh Phi thì cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn bên phía đội Sa Đéc Khánh Hòa. Trọng tài thì đã xác định là không có việc chạm tay. Thêm một pha tấn công nữa không hiệu quả của đội LP Bank Ninh Bình. Điểm thuộc về Sa Đéc Khánh Hòa. Đó là tình huống tấn công của Hoàng Xuân Trường. Đang là cách biệt 2 điểm dành cho Sa Đéc Khánh Hòa. Và phạt bóng của Đinh Văn Tú. Tình huống tấn công tốt của Quản Trọng Nghĩa. Chúng ta sẽ cùng xem là điểm thuộc về đội bóng nào. Như vậy trọng tài xác định đó là tình huống điểm thuộc về đội LP Bank Ninh Bình. Và dứt điểm của Quản Trọng Nghĩa và bóng đã chạm chắn. Bóng đã chạm vào tay chắn của Phạm Quốc Dư. Và tấn công ra hàng sau. Quốc Dư cũng đã có một tình huống đáp trả một cách rất tuyệt vời. Và dứt điểm chéo sân của Quốc Dư. Điểm số đang là 18. Cơ hội tấn công dành cho đội Sa Đéc Khánh Hòa. Và đó là tình huống kết thúc tốt của Quốc Dư. Chủ công bên phía Sa Đéc Khánh Hòa lại một lần nữa cho thấy được sự nguy hiểm của mình. Các tay chắn bên phía đội LP Bank Ninh Bình cũng đã phát hiện ra tình huống này nhưng họ không kịp lao lên để có thể ngăn cản. 11-8 cách biệt 3 điểm. Tình huống mà Quản Trọng Nghĩa một lần nữa cho thấy được sự tinh quái của mình. Tình huống kết thúc của Quản Trọng Nghĩa đã chạm vào tay chắn của Phúc Lộc. Điểm 9-11. Kết thúc quá mạnh mẽ của ngoại binh Evandro Dias de Souza. Ngoại binh người Brazil vẫn mang lại những tình huống dứt điểm cực kỳ hiệu quả. 12-9 dành cho Sa Đéc Khánh Hòa. Bây giờ thì Sa Đéc Khánh Hòa đang tạo ra được cách biệt tương đối ổn cho quãng thời gian của set đấu đầu tiên này. Thời gian khoảng 5 phút đã qua thì Sa Đéc Khánh Hòa đang chơi tốt hơn. Đó là tình huống phát bóng ra ngoài. Điểm thuộc về LP Bank Ninh Bình. Quá đơn giản. Đó là tình huống phối hợp rất hay của các vận động viên bên phía Sa Đéc Khánh Hòa. Vẫn là Evandro Dias. Vẫn là cách biệt từ 3 đến 4 điểm mà Sa Đéc Khánh Hòa tạo ra trước LP Bank Ninh Bình. Và phạt bóng sau đó là không tốt của Quốc Dư. Tình huống phát bóng quá mạnh của Quốc Dư. Bên ngoài sân thì chúng ta vẫn đang thấy từ Thanh Thuận.
cùng với đó là Đình Nhu. Chắc chắn là trong ngày hôm nay và trong các trận đấu của giải vô địch quốc gia thì người hâm mộ vẫn muốn được chứng kiến Từ Thành Thuận ra sân thi đấu và cống hiến cho các khán giả một màn trình diễn có thể coi là chất lượng nhất. Vừa rồi là tình huống phát bóng ăn điểm của Hoàng Xuân Trường, tương đối may mắn dành cho các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. 12-14. Đó là pha chắn bóng hiệu quả. Tình huống chắn bóng tốt của LP Bank Ninh Bình. Điểm tiếp theo dành cho đội bóng áo vàng. Lần này thì pha kết thúc của Quốc Sư đã bị bắt bài. Tình huống phối hợp rất hay, lại một lần nữa thì Anup Promchan đã kết thúc thành công 14 đều. Sau khi bị dẫn với cách biệt lên tới 4 điểm thì các vận động viên bên phía MP Bank Ninh Bình họ đã có thể lấy lại được trạng thái cảm xúc tốt. Đã hết thời gian hội ý và bây giờ hai đội sẽ tiếp tục những diễn biến tiếp theo của set đấu thứ nhất. Tưởng chừng như Sanet Khánh Hòa đã chiếm được lợi thế, tuy nhiên LP Bank Ninh Bình đã sốc lại tinh thần và họ đã bám đuổi đối thủ về mặt điểm số. Lúc này đang là 14 đều. Pha đập bóng quá mạnh của tay đập bên phía Sanet Khánh Hòa, nhưng sau đó thì các vận động viên của LP Bank Ninh Bình dù đã rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra được sự khác biệt. Nỗ lực cứu bóng của Quản Trọng Nghĩa. Sau đó thì người đã ghi điểm cho Sanet Khánh Hòa là Triển Chiêu. Tình huống phát bóng không qua lưới của Evan Pro Diaz. Mười lăm đều. Mọi thứ vẫn đang diễn ra khá cân bằng giữa hai đội Sanet Khánh Hòa và LP Bank Ninh Bình trong ngày hôm nay. Đó là pha dứt điểm tốt của Phạm Quốc Sư. Tình huống kết thúc dọc biên của Quốc Sư. Bóng cũng đã khẽ chạm vào chắn và sau đó đổi hướng, khiến cho libero Trịnh Duy Phúc không thể xoay sở một cách kịp thời. Đó là điểm số dành cho LP Bank Ninh Bình. Tình huống xử lý sát lưới rất hay tới từ anh Phi. Dương Văn Tiên là người đã không thể có được sự chắc chắn hơn trong tình huống chạm bóng này. Điểm 16 đều. Pha đập bóng quá mạnh và đó là tình huống dứt điểm ra ngoài. Đó dường như là tình huống mà Dương Văn Tiên đã có cú đập ra ngoài. Các trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo lúc này vẫn đang chơi rất tốt. Vừa rồi thì hàng chắn của LP Bank Ninh Bình đã nhảy lên là 3 người và tạo ra áp lực khá lớn cho Dương Văn Tiên. Dương Văn Tiên đã cho rằng bóng chạm vào tay chắn, nhưng các trọng tài đã xác định bóng đã không chạm chắn. Điểm thuộc về LP Bank Ninh Bình. Bây giờ thì LP Bank Ninh Bình đã vươn lên dẫn điểm. Người phát bóng cho Ninh Bình đang là Cù Văn Hoàn.
Đó là tình huống kết thúc tốt của Dương Văn Tiên. Lần này thì Văn Tiên đã không xử lý một cách mạnh mẽ nữa, mà đó là tình huống đẩy bóng sang phần sân của đối thủ tương đối tinh tế. 17 đều. Rất hay. Và phối hợp tấn công nhanh của vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. 18-17. Người đã kết thúc là Nguyễn Thanh Hải. Anh Phi phát bóng. Pha bóng nhỏ nhưng không qua được các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. Lại thêm một điểm nữa cho đội Ninh Bình. 19-17 cho các học trò của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Dương Văn Tiên lại một lần nữa có ý định bỏ nhỏ, nhưng lần này thì các vận động viên của LP Bank Ninh Bình đã cứu bóng một cách kịp thời. Bây giờ thì lợi thế đang nghiêng về LP Bank Ninh Bình ở set đấu đầu tiên. Bóng đã chạm chắn và sau đó ra ngoài. Điểm thuộc về Sanet Khánh Hòa. 18-19. Sanet Khánh Hòa đang đóng vai trò là đội bóng phải bám đuổi đối thủ. Bóng chạm chắn và ra ngoài. Lần này tới lượt LP Bank Ninh Bình là đội có điểm. Họ đã có được điểm số thứ 20. Pha phối hợp tương đối tốt của anh Phi và người tiếp tục là Hoàng Xuân Trường. Quan trọng nghĩa là người phát bóng. Tiếp theo cho LP Bank Ninh Bình và họ đã hoàn thành một cách rất xuất sắc. Anup Promchan cú sút điểm bóng chạm chắn và ra ngoài. Khoảng cách bây giờ đang là 3 điểm cho LP Bank Ninh Bình ở trong set đấu thứ nhất. Họ đang có được lợi thế để có thể giành chọn chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý và nhắc nhở các học trò của mình. Người phát bóng bên phía LP Bank Ninh Bình vẫn đang là quan trọng nghĩa. Cách biệt bây giờ đang là 3 điểm. Và đó là tình huống kết thúc quá tốt của Quốc Dư. Bóng đã chạm chắn và ra ngoài. Pha xử lý tốt của Quốc Dư và các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. Điểm bây giờ đang là 19-21. Đó là nỗ lực rất lớn của các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. Và sau đó thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng tỏ ra rất hài lòng với những gì mà các học trò của mình đã thể hiện bóng ở trong sân. LP Bank Ninh Bình đang đến gần với việc có được chiến thắng ở trong set 1. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã tung Trần Anh Tú vào sân. Vẫn là Quốc Dư với một tình huống đập bóng chạm chắn. 20-22. Và thứ vẫn còn đang còn lại ở phía trước. Dù là lợi thế dành cho LP Bank Ninh Bình nhưng
họ vẫn chưa thể có được sự chắc chắn cho một chiến thắng ở xe đấu này. Từ Thanh Thuận đã vào sân. Sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Đây là thời điểm rất quan trọng của set đấu đầu tiên. Hà Nội đang đi vào những điểm số cuối cùng. Người phát bóng cho Senec Khánh Hòa sẽ là Từ Thanh Thuận. Và sau đó là pha kết thúc của Từ Thanh Thuận. Đó là tình huống mà trọng tài xác định điểm thuộc về Senec Khánh Hòa. Thêm một điểm nữa dành cho đội bóng Phố Biển. Và bây giờ cách biệt chỉ còn một điểm thôi. Đó là pha phối hợp có phần bất ngờ của Triển Chiêu. Nhanh sau, giữ một là biên hai, khi chuyển một lên, Bắc Hà Nội chạy nhanh sau, giữ trường là biên hai và tốt là đường đến này nó sẽ giải quyết nắm quả bóng cho Út, nó sẽ giải quyết được. Không có vấn đề gì, anh em mình sẽ vượt qua cái thời điểm này. Vừa rồi thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã yêu cầu các cầu thủ của mình cần phải bình tĩnh và vượt qua thời điểm khó khăn này. Đó là những cổ động viên hết sức đặc biệt trên các khán đài của nhà thi đấu Hà Tĩnh trong những ngày đã qua tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem là Senec Khánh Hòa có thể lội ngược dòng ở thời điểm cuối này hay không. Đó là tình huống dứt điểm chạm chắn và ra ngoài. Và kết thúc của Anut Promchan, 23-21. Lợi thế quá tốt dành cho MP Bank Ninh Bình. Vậy là Đinh Văn Tú đã quay trở lại sân. Đinh Văn Tú thay cho Lê Quốc Thiện. Một điểm nữa thì MP Bank Ninh Bình sẽ đến gần hơn với việc thắng lợi ở trong set đấu đầu tiên. Chắc chắn là sẽ không hề dễ dàng cho. Và đó là một trong những điều mà chúng ta muốn nói tới. Tình huống ghi điểm của Evandro Dias rất bình tĩnh cho tình huống kết thúc vừa rồi. Tay đập người Brazil tỏ ra rất lợi hại trong những pha kết thúc của mình. 22-23, cách biệt chỉ còn là một điểm. Dứt điểm rất hay của Cù Văn Hoàn. Và di chuyển và kết thúc của Cù Văn Hoàn. Với chiều cao lý tưởng thì trong những pha bóng như vừa rồi, Cù Văn Hoàn đã có được lợi thế. Tình huống kết thúc vào vị trí của libero Huỳnh Trung Trực. Và giờ là thời cơ quá tốt cho MP Bank Ninh Bình để họ có thể giành thắng lợi ở trong set đấu thứ nhất. Đó là pha ghi điểm trực tiếp bằng tình huống phát bóng của Anut Promchan. Màn trình diễn hiệu quả ở trong set đấu thứ nhất bên phía MP Bank Ninh Bình. Cặp trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã có một màn trình diễn hay ở trong set đấu đầu tiên này. MP Bank Ninh Bình đã giành thắng lợi ở trong set 1 với điểm số 25-22, đầy xứng đáng. Hai đội đổi sân và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của set đấu thứ hai.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với những hình ảnh trực tiếp tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi những diễn biến tiếp theo của trận đấu thứ hai, màn đối đầu giữa hai đội Sanet Khánh Hòa và FP Bank Ninh Bình. Trong trận đấu đầu tiên thì chúng ta đã được chứng kiến hai đội thi đấu rất hay, đặc biệt là với các vận động viên của FP Bank Ninh Bình. Họ đã vượt qua Sanet Khánh Hòa, một đội bóng rất mạnh và được đánh giá cao tại những giải đấu mà họ tham dự. FP Bank Ninh Bình đã vượt qua Sanet Khánh Hòa với điểm số 25-22 ở trong trận đấu thứ nhất. Và bây giờ là thời điểm để chúng ta chứng kiến những diễn biến của set 2. Những tình huống phối hợp của FP Bank Ninh Bình đã lợi hại hơn, họ đã chơi tập trung hơn rất nhiều so với những trận đấu trước đó. Quản Trọng Nghĩa cùng với các đồng đội của mình mắc rất ít sai sót ở trong trận đấu vừa qua, và đó là lý do vì sao họ có được chiến thắng ở trong set 1 màn chạm trán với FP Bank Ninh Bình. Từ Thanh Thuận cũng đã vào sân ở trong những phút cuối của set 1, không mang lại sự hiệu quả quá lớn. Cũng khó cho Từ Thanh Thuận khi mà đó là thời điểm mà Sanet Khánh Hòa đã bị dẫn điểm. Điểm bây giờ đang là 1-0 nghiêng với FP Bank Ninh Bình ở set đấu thứ hai. Đó là tình huống kết thúc tốt của tay đẹp mặc áo số 11 Nguyễn Phúc Lộc. Tình huống xử lý chuyền hai không tốt. Như vậy trọng tài đã bắt lỗi dính bóng của vận động viên bên phía FP Bank Ninh Bình, và Sanet Khánh Hòa đã có được điểm số tiếp theo. Trước đó là một tình huống mà các vận động viên của Sanet Khánh Hòa không thể có được một pha xử lý quá tốt, nhưng điểm vẫn thuộc về họ. Bóng ra ngoài, hai đều. Và phối hợp tấn công rất hay của Sanet Khánh Hòa, và đó lại là tình huống mà tay đập ngoại binh Brazil Evan Pro Dias cho thấy được sự ấn tượng. Hàng chắn của FP Bank Ninh Bình chỉ có một người thôi, và đương nhiên là rất khó để có thể ngăn cản được tình huống tấn công của Sanet Khánh Hòa. Đó là câu trả lời của FP Bank Ninh Bình. Anup Promchan ngày hôm nay đã xuất hiện, cùng với đó là những tình huống kết thúc rất tốt. Những cú đập bóng của Anup Promchan đều qua chắn. Hoàng Xuân Trường phát bóng. Đó là tình huống dứt điểm, bóng đã chạm chắn. Có lẽ là như vậy. Điểm thuộc về Sanet Khánh Hòa 4-3. Vậy là Đình Nhu đã vào sân để thay cho Triển Chiêu. Evan Rodias là người phát bóng. Những tình huống phát bóng rất mạnh của Evan Rodias. Chúng ta xác định đó là tình huống bóng ở trong sân. Điểm thuộc về đội Sanet Khánh Hòa 5-3.
Đó là pha bóng mà libero Duy Phúc đã chủ động không đỡ bóng thì cho rằng bóng ra ngoài. Ở tình huống tiếp theo thì đúng là Evan Prodias đã phát bóng ra ngoài. 4-5. Pha di chuyển và chiếc điểm khá hay. Đó là tình huống kết thúc của Đình Nhu. Sân Khánh Hòa sẽ phải ngay lập tức xúc lại tinh thần ở trong set đấu này. Việc họ để cho MB Bank Ninh Bình có được trạng thái tâm lý thi đấu có thể nói là rất ấn tượng ở trong trận đấu đầu tiên cũng sẽ là lời cảnh báo cho họ. Vừa rồi là pha xử lý rất hay của anh Phi, một tình huống mà anh Phi đã xử lý ngay từ bước 2. Điểm 5-6. Và phát bóng không qua lưới của Cù Văn Hoàn. Cũng phát bóng không hiệu quả của Văn Hoàn. Và sau đó thì Văn Hoàn đã nhường lại vị trí cho libero Trịnh Duy Phúc. Đó là pha bóng mà trọng tài xác định điểm thuộc về MB Bank Ninh Bình. Bóng đã chạm chắn. Đó là tình huống dứt điểm quá mạnh của Quốc Dư. Và kết thúc ra ngoài của Quốc Dư và điểm số được cân bằng 7 đều ở trong set 2. Đó là những phút giây mà các vận động viên của Sân Khánh Hòa thi đấu không hiệu quả. Ban huấn luyện của Sân Khánh Hòa cho rằng bóng đã chạm vào chắn. Ở góc quay như thế này thì cũng là rất khó, chúng ta sẽ chờ đợi tín hiệu challenge. Như vậy đó là tình huống mà các thành viên trong ban huấn luyện của Sân Khánh Hòa đã không yêu cầu challenge nữa. Điểm thuộc về MB Bank Ninh Bình 7 đều. Đó là những nỗ lực nhưng không thể có pha cứu bóng một cách hợp lý của các vận động viên bên phía MB Bank Ninh Bình. Và dứt điểm quá mạnh của Phúc Lộc. Và phát bóng không qua lưới. Tình huống phát bóng của Dương Văn Tiên vẫn đang là những điểm số giằng co của cả hai đội. Tình huống kết thúc của Hoàng Xuân Trường. Vận động viên của MB Bank Ninh Bình cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn. Các tay chắn của Sân Khánh Hòa đã lao lên rất nhanh. Đội Ninh Bình đã yêu cầu challenge.
và kết thúc của Hoàng Xuân Trường. Như vậy bóng đã chạm vào tay chắn rồi. Điểm số được xác định thuộc về đội FP Bank Ninh Bình. Tám đều. Đó là tình huống mà các vận động viên của FP Bank Ninh Bình không thể xử lý những bước tiếp theo sau pha chắn bóng của họ một cách hiệu quả hơn. Thái Hải đã mất phương hướng. Người phát bóng sẽ là Phúc Lộc. Rất thay. Tình huống tấn công liên tiếp của các vận động viên bên phía AB Bank Ninh Bình. 19. Pha tấn công ra hàng sau. Và đó là tình huống mà Dương Văn Tiên dù đã rất nỗ lực nhưng không thể có được tình huống cứu thua. Pha phối hợp tấn công liên tiếp ở cả hai biên của CSK Khánh Hòa nhưng không hiệu quả. Các tay chắn bên phía AB Bank Ninh Bình đã rất nhanh chóng, họ bắt bài đối thủ của mình. Evan Rodias đã có một tình huống đập bóng rất mạnh như thường lệ. Nhưng lần này thì bộ đôi bên phía FP Bank Ninh Bình đã có được sự hiệu quả hơn. 11-9 dành cho đội bóng áo vàng. Nhưng ở trong pha phối tiếp theo thì đó là tình huống mà CSK Khánh Hòa đã làm việc rất hiệu quả. Đình Nhu là người đã kết thúc. Điểm 10-11. Như vậy Quốc Thiện đã vào sân. Đây là tình huống phát bóng của Từ Thanh Thuận. Và phát bóng rất mạnh của Từ Thanh Thuận. Cơ hội tấn công dành cho Sanet Khánh Hòa. Đây là tình huống đáp trả của FP Bank Ninh Bình. Rất hấp dẫn. Những tình huống đổi công liên tiếp. Và sau đó thì Anut Promchan là người đã mang về điểm số tiếp theo dành cho FP Bank Ninh Bình. Và tình huống cho thấy pha tấn công liên tiếp của cả hai đội. Anut Promchan, ngoại binh người Thái Lan đã chơi rất hay ở trong tình huống này. Và phát bóng ra ngoài của Hoàng Xuân Trường. Sanes Khánh Hòa đã bị đặt vào trong một tình thế phải bám đuổi điểm số liên tiếp từ trận đấu đầu tiên cho đến thời điểm này. Họ đang phải bám đuổi điểm số của FP Bank Ninh Bình. Và vừa rồi là tình huống tấn công ở ngoài sân. Anut Promchan là người đã dứt điểm không chính xác ở trong tình huống đó. 12 đều. Đó là pha bỏ nhỏ. Tình huống bỏ nhỏ của Anut Promchan. Anut Promchan đã phát hiện ra kẽ hở của các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. Mặc dù libero Huỳnh Trung Trực cũng đã rất nhanh nhưng không thể cứu bóng. Đó là tình huống đáp trả của CSK Khánh Hòa. Lần này
Người đã xuất hiện là Dương Văn Tiên. Pha đập bóng chất lượng của Dương Văn Tiên. Đó là tình huống chặn bóng này. Lần này thì hàng chắn của Sa Đéc Khánh Hòa đã làm việc hiệu quả. Họ đã có được điểm số tiếp theo để vượt lên. Điểm 14-13 dành cho Sa Đéc Khánh Hòa. Hai đội đã giằng co nhau từng điểm số 1 từ đầu những diễn biến của set 2 đến giờ. Và vừa rồi là câu trả lời của MP Bank Ninh Bình. Pha kết thúc của Cù Văn Hoàn. Chiều cao lý tưởng đã giúp cho Cù Văn Hoàn kết thúc pha bóng này một cách hiệu quả. 14 đều. Đập bóng phía sau vạch 3m của Từ Thanh Thuận, nhưng đó là tình huống mà các tay chắn của MP Bank Ninh Bình đã chơi xuất sắc hơn. Vẫn là một pha dứt điểm rất mạnh. Nhưng lần này thì Thanh Hải cùng với quả trọng nghĩa đã tạo ra một áp lực đủ tốt. Và sau đó thì huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cũng đã rút Từ Thanh Thuận. Mười lăm mười bốn cho MP Bank Ninh Bình, họ lại vươn lên. Rất hay tình huống kết thúc của Dương Văn Tiên. Dương Văn Tiên vẫn đang cho thấy được sự hiệu quả trong những tình huống đập bóng của mình. Mười lăm đều. Cứu bóng nhưng không thành công. Đúng là trong ngày hôm nay thì các học trò của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã chơi quá chất chiu và sắc sảo, khác hẳn so với các trận đấu trước đó mà chúng ta được chứng kiến ở MP Bank Ninh Bình. Đây là trận đấu mà họ cũng đã chơi tập trung ngay từ đầu và tỏ ra rất quyết tâm. Vẫn là Dương Văn Tiên với một tình huống kết thúc có thể coi là hoàn hảo. 16 đều. Kết thúc liên tiếp của các tay đập bên phía MP Bank Ninh Bình vào tình huống quyết định thì Nguyễn Thanh Hải lại cho thấy pha xử lý tương đối nóng vội và cũng không hiệu quả một chút nào. Sa Đéc Khánh Hòa vươn lên dẫn điểm 17-16. Nhưng sau đó thì Dương Văn Tiên lại tình huống phát bóng không qua lưới. 17 đều. Những bước chạm bóng đầu tiên của Sa Đéc Khánh Hòa đã không hiệu quả. Nhưng trong tình huống có thể tấn công và ăn điểm thì MP Bank Ninh Bình lại không thể có được một pha kết thúc tốt tới từ vị trí của Anup Prumchan. Một pha bóng mà ngay cả ngoại binh người Thái Lan cũng đã tỏ ra tiếc nuối. 18-17 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Phúc Lộc sẽ là người phát bóng. Rất hay. Hoàng Xuân Trường mang về điểm số gỡ hòa 18 đều.
trong tình huống nhảy lên tiếp theo thì các hàng chắn, các tay chắn bên phía Sanek Khánh Hòa đã không còn đủ đà để có thể bật lên nữa rồi. Đó là pha ghi điểm của Evan Prodias, 19-18 cho Sanes Khánh Hòa. Evipanh Ninh Bình gỡ điểm thì Sanes Khánh Hòa lại vươn lên. Cứu bóng thành công của libero bên phía Sanet, cơ hội cho Epipanh Ninh Bình. Anup Prochan, đó là tình huống chặn bóng tốt của các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. 20-18 bây giờ đang là cách biệt 2 điểm dành cho Sanet Khánh Hòa. Và giờ thì cơ hội để có thể kết thúc set đấu thứ hai đang đến với Sanet Khánh Hòa, mặc dù cách biệt chỉ là 2 điểm nhưng vẫn là một lợi thế dành cho. Thêm một tình huống nữa mà hàng chắn của Sanet Khánh Hòa cho thấy được sự hiệu quả. Vẫn là Hoàng Xuân Trường người đã kết thúc tình huống vừa rồi. Bóng đã rơi vào vị trí của anh Phi và chuyền hai bên phía Epipanh Ninh Bình không kịp để có thể xử lý. Đánh nhẹ vào tay ra ngoài cũng chỉ có một điểm thôi, chứ đập mạnh không được hai điểm. Nếu đập mạnh được hai điểm thì đập mạnh, đúng không? Đây đều đúng một điểm đấy, không sao bỏ đâu. Đi đâu rồi? Đã hết thời gian hội ý và bây giờ hai đội sẽ quay trở lại sân để thi đấu những diễn biến còn lại của set 2. Đây đang là thời điểm mà Sanet Khánh Hòa có được lợi thế để có thể kết thúc set đấu này và qua đó cân bằng tỷ số 1-1. Đây là set đấu mà Epipanh Ninh Bình cũng đã chơi nỗ lực nhưng Sanet Khánh Hòa đã mắc ít sai sót hơn và họ cũng đã cho thấy được sự chủ động. Quốc Dư là người phát bóng. Bóng đã khẽ chạm chắn. Và sau đó là tình huống kết thúc của Quốc Dư. 22-18. Có lẽ set đấu thứ hai này thì Sanet Khánh Hòa sẽ là những người có được chiến thắng. Cú đập bóng phía sau vạch 3m quá tốt của Quốc Dư. Lợi thế là cực kỳ rõ ràng dành cho Sanet Khánh Hòa. Đó là pha tấn công của Hoàng Xuân Trường. Các vận động viên của Epipanh Ninh Bình vẫn đang dựa nhiều vào những tình huống dứt điểm của Hoàng Xuân Trường. Cơ hội tấn công dành cho Epipanh Ninh Bình. Đó là pha bóng mà Anut Promchan đã bị bắt bày. Cúp lốc thành công của hàng chắn bên phía Sanet Khánh Hòa. 23-19. Và giờ là lúc Peroto vào sân. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi cho Sanet Khánh Hòa trong set đấu thứ hai. Nó lên một cái là nó sẽ chặn bóng. Nó lên vào đấy rồi.
Và giờ sẽ là những diễn biến cuối cùng của trận đấu thứ hai, đang là những diễn biến khá hấp dẫn trong trận đấu giữa Sanet Khánh Hòa và FP Bank Ninh Bình. Khánh Hòa đang có lợi thế tốt để đưa trận đấu vào thế cân bằng. Người phát bóng bên phía Sanet Khánh Hòa sẽ là Luis Felipe Peroto. Cơ hội tấn công dành cho FP Bank Ninh Bình. Cú đập bóng phía sau vạch 3m của Hoàng Xuân Trường, và đó là điểm số thứ 20 đến với FP Bank Ninh Bình. Hoàng Xuân Trường vừa giữ lại một chút hy vọng nữa dành cho FP Bank Ninh Bình. Tình huống tấn công ra sau. Hoàng Xuân Trường trong trận đấu này chơi rất tốt với những pha kết thúc, và đó cũng là một sự bất ngờ cho các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. Pha chắn bóng hiệu quả, và đó là tình huống ghi điểm tiếp theo dành cho các vận động viên của FP Bank Ninh Bình. Dương Văn Tiên đã không thể qua được hàng chắn. Và bây giờ FP Bank Ninh Bình đã có sự thay đổi. Anh Phi đã được rút ra và thay vào đó là Thanh Tùng. Thanh Tùng là đội trưởng của FP Bank Ninh Bình. Trong diễn biến của set 1 thì Thanh Tùng không tham gia. Đây là những diễn biến rất quan trọng của set đấu thứ hai. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã quyết định tung Thanh Tùng vào sân. Cú đập phía sau vạch 3m. Nỗ lực cứu bóng của các vận động viên bên phía FP Bank Ninh Bình. Cơ hội dành cho Sanet Khánh Hòa. Và cứu bóng liên tiếp ở hàng sau. Và trong tình huống kết thúc cuối cùng thì trọng tài xác định điểm số thuộc về FP Bank Ninh Bình. Người đã dứt điểm đó chính là Phạm Quốc Dư. Các vận động viên của Sanet Khánh Hòa cho rằng bóng đã chạm chắn. Một tình huống cực kỳ nhạy cảm ở thời điểm này. Nếu như điểm số thuộc về FP Bank Ninh Bình thì đây sẽ là một tình huống gặp khó dành cho Sanet Khánh Hòa, nhưng không. Điểm thuộc về Sanet Khánh Hòa, bóng đã chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài. Điểm thuộc về Sanet Khánh Hòa, họ sẽ có cơ hội để kết thúc set đấu thứ hai. Họ sẽ có được 3 cơ hội để có thể giành được chiến thắng ở set đấu thứ hai. Đó là pha bóng mà Quang Trọng Nghĩa đã dứt điểm, chạm chắn và ra ngoài sân. Điểm 22-24. Bóng có vẻ như không chạm vào người của Quang Trọng Nghĩa. Xin tạm dừng lần thứ nhất ở hiệp 2. Cũng được, nhưng mà em phải chạy. Và giờ sẽ là điểm số rất quan trọng ở set đấu thứ hai. Các khán giả vẫn đang chờ đợi Sanet Khánh Hòa họ có thể giành được chiến thắng để đưa trận đấu này hấp dẫn hơn nữa. Người phát bóng cho FP Bank Ninh Bình sẽ là Cù Văn Hoàn. Cơ hội tấn công dành cho Sanet Khánh Hòa. Và đó là điểm số thuộc về Sanet Khánh Hòa. 25-22. Sanet Khánh Hòa đã tận dụng được thời cơ tốt để qua đó giành được chiến thắng ở trong set 2 và đưa trận đấu này vào một thế cân bằng. Tỷ số là 1-1. Người đã ghi điểm cho Sanet Khánh Hòa trong tình huống cuối cùng là Phúc Lộc. Một trận đấu rất hấp dẫn đã được diễn ra giữa hai đội Sanet Khánh Hòa và FP
Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với những ảnh trực tiếp tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi những diễn biến tiếp theo của trận đấu giữa hai đội bóng MP Bank Ninh Bình và Senet Khánh Hòa tại ngày thi đấu mùng 4 tháng 4. Trong trận đấu ngày hôm nay đã diễn ra hai set đấu. Ở set đầu tiên thì Ninh Bình là đội đã giành chiến thắng với điểm số 25-22. Cũng với điểm số tương tự nhưng ở set 2 thì Khánh Hòa là đội đã vượt qua đối thủ. Để bây giờ họ đã đưa trận đấu này về thế cân bằng. Bây giờ tỷ số đang là 1-1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến của set đấu thứ 3. Đây là màn chạm trán được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn và đúng với những gì mà chúng ta cũng đã kỳ vọng thì trận đấu đang diễn ra thực sự khá kịch tính. Đội thắng ở set đấu thứ 3 này chắc chắn là sẽ nắm được lợi thế tốt để giành chiến thắng chung cuộc. Đây là trận đấu mà MP Bank Bình họ đã thay đổi khá nhiều so với những màn đối đầu trước đó. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo ngày hôm nay đã yêu cầu tấn công ở vị trí của Hoàng Xuân Trường nhiều hơn. Và thực tế thì tay đập mang áo số 6 cũng đã cho thấy được sự hiệu quả. Hoàng Xuân Trường cũng là tay đập ghi khá nhiều điểm cho đội MP Bank Ninh Bình ở trong hai set đấu vừa qua. Thế nhưng với một bóng như Senet Khánh Hòa thì cũng tương đối khó để cho MP Bank Ninh Bình có thể tạo ra được ngay sự bất ngờ và tạo ra được một thế trận thuận lợi hơn nữa. Đó là pha đáp trả của các vận động viên bên phía MP Bank Ninh Bình. Pha cứu bóng khá hay. Vẫn là thời cơ tấn công dành cho Senet Khánh Hòa. Vẫn là tình huống cứu bóng của Hoàng Sơn Trường. Nhưng pha đưa bóng sang phần sân của Senet Khánh Hòa thì lại quá mạnh từ vị trí của Quảng Trọng Nghĩa. 2-0, điểm số 2-0 dành cho Senet Khánh Hòa. Nỗ lực của MP Bank Ninh Bình đã không thể giúp cho họ có được điểm. Rất đáng tiếc. Tình huống kết thúc của ngoại binh Alberto Araujo bên phía MP Bank Ninh Bình. Đến set đấu thứ 3 thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo mới sử dụng Alberto Araujo. Hàng chắn với một người bên phía Senet Khánh Hòa cũng tương đối khó khăn để có thể ngăn chặn vị trí của Araujo. Và kết thúc tiếp theo, nhưng trọng tài đã xác định bóng ở ngoài sân và không chạm vào tay chắn. 3-1 cho Senet Khánh Hòa. Đây là trận đấu mà Senet Khánh Hòa dĩ nhiên được đánh giá cao hơn so với MP Bank Ninh Bình. Nhưng thực tế thì chúng ta đã được chứng kiến MP Bank Ninh Bình họ đã chơi rất quyết tâm ở trong set đấu đầu tiên và cũng đã có chiến thắng. Chiến thuật khá hợp lý ở thời điểm hiện tại của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng đã gây ra được nhiều khó khăn cho đội Senet. Điểm bây giờ đang là 2-3. Và sự điểm quá mạnh của Phạm Quốc Sư. Lúc này thì ngoại binh người Thái Lan Anut Prumchan vẫn đang có vẻ như là bị đau cơ. Anh vẫn đang chườm đá ở chân ở ngoài sân. Đó là pha bóng mà tình huống tấn công của đội Senet Khánh Hòa. Bóng đã chạm chắn và sau đó ở ngoài sân. Và kết thúc của Phạm Quốc Dư. Điểm 5-2 dành cho Senet Khánh Hòa.
nhưng không thành công của libero Huỳnh Trung Trực. Vẫn là tình huống kết thúc của Araujo, và kết thúc quá mạnh và khiến cho Dương Văn Tiên ở hàng sau không có được tình huống xử lý tốt nhất. 3 năm dành cho MP Bank Ninh Bình. Thêm một tình huống phát bóng rất mạnh của Araujo, và sau đó là tình huống mà hàng chắn bên phía MP Bank Ninh Bình phản ứng rất hiệu quả và kịp thời. Điểm số tiếp theo dành cho đội bóng áo vàng trong ngày hôm nay, 4-5. Đó là tình huống kết thúc của Evandro Dias, tình huống mà ngoại binh người Brazil cho thấy được sự hiệu quả trong một pha đập bóng cũng không quá mạnh, anh vẫn có thể đưa bóng vào tay chắn và ra ngoài. Điểm số 6-4 dành cho San Đéc Hòa, và ngay lập tức sau đó thì Evandro Dias đã có một pha phát bóng không qua lưới. Cầu thủ bên phía San Đéc Khánh Hòa. Đình Nhu là người đã dứt điểm. Bây giờ thì Triển Chiêu đã quay trở lại sân. 6-6. Evan Ninh Bình bị dẫn điểm nhưng bây giờ họ đã có thể gỡ lại điểm số hòa. Rồi tấn công dành cho đội San Đéc Khánh Hòa. Thời cơ đến với FP Bank Ninh Bình. Nhưng sau đó thì hàng chắn của San Đéc Khánh Hòa cũng đã làm việc rất tốt. Đó là những tình huống liên tiếp mà hàng chắn của hai đội đều đã chơi hiệu quả. Vẫn là Hoàng Xuân Trường người đã xuất hiện, và sau đó là một tình huống tấn công quen thuộc. Hồi phối hợp tấn công tiếp theo của FP Bank Ninh Bình, và đó là Cù Văn Hoàn. Văn Hoàn đã di chuyển rất hợp lý trong một pha dứt điểm của mình. Hoàng Xuân Trường đang là nhân tố khá nổi bật bên phía FP Bank Ninh Bình, và nói không quá là trong trận đấu vừa qua nữa. Và phát bóng cực kỳ khó chịu của Cù Văn Hoàn. Tình huống phát bóng vào vị trí của Dương Văn Tiên. Và phát bóng vừa rồi đã khiến cho Dương Văn Tiên không thể có được tình huống bắt bước một tốt nhất. 8-7 dành cho MP Bank Ninh Bình. Vẫn đang là Cù Văn Hoàn. Nhưng mà tình huống tiếp theo thì các vận động viên bên phía San Đéc Khánh Hòa đã phối hợp với nhau rất hay. Phúc Lộc là người đã mang về điểm số thứ 8 dành cho đội San Đéc Khánh Hòa. Đó là một cú đập bóng quá mạnh của Hoàng Xuân Trường. 9-8. Các vận động viên bên phía San Đéc Khánh Hòa đã
không kịp phản ứng trong tình huống dứt điểm của Xuân Trường. Đó là pha chặn bóng tốt, 9-9 cho Senec Khánh Hòa. Trạng thái thay đổi liên tục. Và phạt bóng tiếp theo thì lại thực sự quá thiếu chính xác của Dương Văn Tiên. Ngày hôm nay thì Dương Văn Tiên không thể có được những tình huống chạm bóng tốt nhất. Quang Trọng Nghĩa phát bóng cho đội FP Bank Ninh Bình. Và phát bóng của Quang Trọng Nghĩa là không khá hơn Dương Văn Tiên bao nhiêu. Cũng là một pha phát bóng không hiệu quả. Điểm số 10 đều. Xin được nhắc lại với quý vị và các bạn là vào ngày mai thì các trận đấu của giai đoạn 1 nội dung của Nam Giải Bóng Chuyền Vô Địch Quốc gia 2024 sẽ tiếp tục được diễn ra. Đó là các trận đấu của Thế Công gặp Hà Nội, David Long An gặp Hà Tĩnh và Đà Nẵng gặp FP Bank Ninh Bình. Tất cả các trận đấu của giải đều sẽ được chúng tôi gửi đến cho quý vị trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Sau ngày thi đấu hôm nay sẽ chỉ còn 2 ngày nữa thì giai đoạn 1 đã chính thức khép lại. Những ngày tới đây thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi Cúp Hùng Vương diễn ra. Và đó cũng sẽ là một trong những giải đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi. Và với những đội bóng hàng đầu thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm việc chất lượng chuyên môn sẽ cực kỳ cao. Chạm vào tay chắn và ra ngoài. Điểm thuộc về Sanet Khánh Hòa, 12-11. Và kết thúc của mình thì Hoàng Xuân Trường lại đập bóng quá mạnh. Chúng ta xác định bóng không chạm vào chắn. Hoàng Xuân Trường ngày hôm nay đúng là mang lại sự thú vị cho màn đối đầu giữa Sanet Khánh Hòa và LP Bank Ninh Bình. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cũng đã có những phản ứng không rõ. Đó là những phản ứng như thế nào? Trọng tài và mỗi chỉ hoãn trận đấu đối với FP Bank Ninh Bình. Điểm Sanet Khánh Hòa 13-11. Lúc này thì những diễn biến không chỉ căng thẳng ở trên sân mà còn là những diễn biến ở trong bối cảnh cả hai huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc và Bùi Trung Thảo hoặc đã có những phút giây tương đối căng thẳng. Bây giờ thì điểm đang là 13-11 nghiêng về Sanet Khánh Hòa. Lợi thế đang nghiêng về Sanet Khánh Hòa nhưng đó vẫn chưa phải là một lợi thế quá tốt dành cho họ. Ngày hôm nay thì LP Bank mình cũng đã cho thấy một bộ mặt rất khác. Đó là pha bỏ nhỏ tốt của Hoàng Xuân Trường, cũng là cái tên quen thuộc Hoàng Xuân Trường.
Rồi tấn công dành cho LP Bank Ninh Bình. Đó là tình huống đập bóng tốt của ngoại binh Alberto Araujo. Và như vậy là điểm số được cân bằng 13 đều. Những tình huống tấn công rất hợp lý của LP Bank Ninh Bình trong những phút đã qua. Bóng đã chạm vào tay chắn. Trọng tài chính đã xác định rất kỹ tình huống vừa rồi. 13 đều và tiếp tục là tình huống phát bóng của Araujo. Pha phạt bóng đang trở nên là một vũ khí hiệu quả của LP Bank Ninh Bình. Và sau đó là câu trả lời tới từ Sa Đéc Khánh Hòa. 14-13 nghiêng về đội bóng Phố Biển. Set đấu thứ 3 vẫn như những set đấu trước đó diễn ra cực kỳ căng thẳng ở thời điểm này. Hai đội giằng co nhau từng điểm số 1. Cơ hội dành cho đội LP Bank Ninh Bình và đó là tình huống kết thúc quá tuyệt vời của Hoàng Xuân Trường. Vẫn là một tình huống xử lý rất nhanh của tay đẹp mang áo số 6 bên phía LP Bank Ninh Bình. Đón điểm rơi của trái bóng và sau đó là một pha kết thúc thực sự hiệu quả. 14 đều. Sau đó thì Hoàng Xuân Trường lại phát bóng không qua lưới. Nỗ lực cứu bóng của các vận động viên bên phía Sa Đéc Khánh Hòa. Tình huống phối hợp tấn công ở phía sau vạch 3m và người kết thúc trong tình huống vừa rồi vẫn là Xuân Trường. Nhưng Xuân Trường đã có một tình huống đập bóng ra ngoài cực kỳ tiếc nuối. Điểm 16-14 dành cho Sa Đéc Khánh Hòa, cách biệt 2 điểm. Pha phát bóng ra ngoài. Tình huống phát bóng ra ngoài vừa rồi là của Trần Triển Chiêu. 15-16. Cú Văn Hoàn là người phát bóng cho đội LP Bank Ninh Bình. Nhưng đó là tình huống phát bóng không tốt. Lúc này thì Sa Đéc Khánh Hòa vẫn đang có được lợi thế dẫn điểm trước LP Bank Ninh Bình. Nhưng với LP Bank Ninh Bình thì họ vẫn có được cơ hội tốt trong ngày hôm nay với trạng thái thi đấu tương đối ấn tượng của họ. Và đó là một trong những pha bóng mang lại sự hiệu quả rất lớn cho LP Bank Ninh Bình. Alberto Araujo đã mang về điểm số thứ 16 cho LP Bank Ninh Bình. Pha dứt điểm qua chắn rất hay. Libero Huỳnh Trung Trực là người đã cố gắng để có thể đỡ bóng nhưng không thành công. Tình huống đập bóng trúng tay chắn và ra ngoài. 17 đều cho LP Bank Ninh Bình. Tinh thần rất tốt của LP Bank Ninh Bình ở trong trận đấu này. Dù cho họ đã bị đối phương dẫn điểm nhưng bây giờ thì LP Bank Ninh Bình cũng đã nỗ lực để có thể gỡ lại. 17 đều. Và sau đó là pha bóng mang về điểm số cho Sa Đéc Khánh Hòa. Đó là tình huống mà Thanh Hải cũng đã di chuyển ra kịp thời. Nhưng pha chạm bóng của anh lại không được như mong muốn. Sau đó thì
Vận động viên của Sanet Khánh Hòa lại phát bóng không tốt và phát bóng không qua lưới. Hai đội vẫn đang cho thấy được sự cân bằng ở trong set đấu thứ ba. Và đó là tình huống kết thúc của Phạm Quốc Dư. 19-18 cho Sanet Khánh Hòa. Pha đưa bóng không tốt cho đồng đội. Cơ hội tấn công dành cho Sanet Khánh Hòa. Nhưng đó là tình huống chặn bóng quá hay của các tay chắn bên phía FP Bank Ninh Bình. Chắc chắn là huấn luyện viên Bùi Trung Thảo sẽ rất hài lòng với những gì đã diễn ra. Thanh Hải cùng với Hoàng Xuân Trường là những người đã ôn pha block rất hay. Mười chín đều, Thanh Hải là người phát bóng. Lần này thì Quốc Dư đã không mắc sai lầm nữa. Điểm số thứ 20 dành cho Sanet Khánh Hòa. Pha tấn công tốt của Phạm Quốc Dư vào vị trí của Quản Trọng Nghĩa. Từ Thành Thuận như thường lệ đến những điểm số cuối của mỗi set thì lại vào sân. Đó là chiến thuật của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Và đó là pha tấn công không tốt của Alberto Araujo. 21-19. Cách biệt 2 điểm đang được tạo ra. Phúc Thiện đã vào sân. Và sau đó thì ban huấn luyện bên phía FP Bank Ninh Bình đã yêu cầu tạm dừng trận đấu để hội ý. Đang là lợi thế dành cho các vận động viên của Sanet Khánh Hòa. Phối hợp cho đội ngoài nó chạy quả nhanh sau, giữ một tăng lốt ở ngoài đánh đơn giản. Biên 4 ở ngoài này, Trường ở biên 4, còn anh Nghĩa anh ở chắc là dưới anh lên anh đánh quả 3-3. Sẽ phát bóng này. Anh em cứ đánh đi, cứ tập 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 cho. Chỉ là đánh cặp lại thôi. Đã hết thời gian hội ý và bây giờ sẽ là một thời điểm cực kỳ quan trọng của set đấu thứ ba. FP Bank Ninh Bình đang gặp bất lợi khi họ bị Sanet Khánh Hòa có được lợi thế ở thời điểm này. Điểm số bây giờ đang nghiêng về phía Sanet Khánh Hòa và Từ Thanh Thuận sẽ là người phát bóng. Xuân Trường. Đó là tình huống tấn công của Xuân Trường. Hai pha tấn công liên tiếp của Xuân Trường. Cơ hội cho Sanet Khánh Hòa. Đó không phải là lợi thế của Từ Thanh Thuận cho tình huống di chuyển và đập bóng. Nhưng ở tình huống tấn công tiếp theo thì Xuân Trường lại đập bóng ra ngoài. Ban huấn luyện của FP Bank Ninh Bình cho rằng bóng chạm vào tay chắn. Đúng là phải challenge cho tiếng này. Và chúng ta cũng chờ đợi xem đó có phải là pha bóng chạm tay chắn hay không. Đúng là như vậy rồi. Điểm thuộc về FP Bank Ninh Bình. Tình huống diễn ra cực kỳ nhanh. 20-21. Cách biệt vẫn đang chỉ là một điểm thôi. Người phát bóng là Alberto Araujo. Đó là tình huống mà Alberto Araujo đã phát bóng không tốt. 22-20. Peroto lại một lần nữa được sử dụng ở trong những thời điểm cuối của set đấu.
Cơ hội dành cho Sanes Khánh Hòa. Rất hay. Pha di chuyển tốt của Cù Văn Hoàn và sau đó là một tình huống kết thúc tuyệt vời. 21-22. LP Bank Ninh Bình vẫn chưa bỏ cuộc. Họ vẫn đang cho thấy được sự hiệu quả. Đó là tình huống phát bóng ra ngoài trong thời điểm nhạy cảm như thế này, nhưng Hoàng Xuân Trường lại không cho thấy được sự chính xác trong những tình huống phát bóng. 23-21. Lợi thế rất tốt để cho Sanet Khánh Hòa có thể nghĩ tới việc có được chiến thắng ở trong trận đấu thứ 3. Và rồi lại là một tình huống phát bóng không hiệu quả nữa. Các vận động viên ở trong quãng thời gian cuối của trận đấu thứ 3 này liên tiếp phát bóng hỏng. Các vận động viên của cả hai đội. Bên phía LP Bank Ninh Bình thì Thanh Tùng đã vào sân. Một điểm nữa sẽ là điểm số gỡ hòa dành cho LP Bank Ninh Bình. Người phát bóng là Cù Văn Hoàn. Đó là tình huống dứt điểm chạm chắn và ra ngoài. Điểm số thứ 24 đến với Sanes Khánh Hòa. Cú sư đã vào sân để thay cho Từ Thanh Thuận. Và bây giờ sẽ là cơ hội để Sanes Khánh Hòa có thể vươn lên. Rồi kết thúc set đấu thứ 3. Và giờ là thời cơ đến với LP Bank Ninh Bình. Cú đập bóng của Quang Trọng Nghĩa vẫn chưa thể thắng được Sanet Khánh Hòa. Và đó là tình huống kết thúc set đấu thứ 3, 25-22. Khá bất ngờ khi ngày hôm nay 3 set đấu đã diễn ra và khép lại đều là điểm số 25-22. Khánh Hòa có 2 chiến thắng liên tiếp ở set 2 và set 3 cùng điểm số 25-22. Trước đó là chiến thắng 25-22 của LP Bank Ninh Bình. Bây giờ đang là lợi thế về mặt tinh thần, về mặt tâm lý dành cho các vận động viên của Sanet Khánh Hòa. Họ đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta đã được quay trở lại với những ảnh trực tiếp tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi những diễn biến tiếp theo của trận đấu giữa hai đội bóng Sanet Khánh Hòa và LP Bank Ninh Bình. Lúc này sau 3 set đấu đã diễn ra thì Sanet Khánh Hòa đang dẫn với tỷ số 2-1.
3 set đấu đã qua đều kết thúc với điểm số 25-22. Ở set 1 thì chiến thắng thuộc về LP Bank Ninh Bình. Và 2 set đấu sau đó, Sanet Khánh Hòa đã tỏ ra chất chiêu cơ hội hơn và tận dụng thời cơ tốt hơn để có thể vượt qua đối thủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị được chứng kiến những diễn biến của set đấu thứ tư. Đây là set đấu mà chắc chắn là các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình sẽ phải cực kỳ quyết tâm để qua đó đưa trận đấu này đến với set 5 quyết định. Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì ngoại binh của LP Bank Ninh Bình, người đã chơi rất tốt trong hai set đấu đầu tiên, đó chính là ngoại binh người Thái Lan Anut Pramchan, đã gặp chấn thương và anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Một tổn thất khá lớn dành cho LP Bank Ninh Bình trong trận đấu giữa Sanet Khánh Hòa. Trước đó thì Anut Pramchan đã chơi rất tốt, anh phối hợp nhịp nhàng với các cổ động viên còn lại. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cũng đã đến để có lẽ là hỏi thăm tình hình của Anup Pramchan. Đây là trận đấu mà LP Bank Ninh Bình đã chơi rất quyết tâm, nhưng ở một số thời điểm quan trọng họ đã không thể giữ vững được những pha phối hợp ấn tượng nhất. Như vậy thì tinh thần thi đấu ngày hôm nay của LP Bank Ninh Bình cũng rất đáng được ghi nhận. Bây giờ sẽ là thời điểm để chúng ta chứng kiến những diễn biến của set đấu thứ tư. Quản Trọng Nghĩa cùng các đồng đội sẽ phải cố gắng rất nhiều để kỳ vọng vượt qua đối thủ. Đó là tình huống phối hợp tấn công hay của LP Bank Ninh Bình. Quả Trọng Nghĩa là người kết thúc. Đó là pha tấn công nhưng vừa rồi thì Evan Pro đã dứt điểm ra ngoài, chúng ta xác định như vậy. Ngoại binh người Brazil cho rằng anh đã đập bóng chạm tay chắn, sẽ có challenge. Tình huống mà trọng tài đã xác định rất rõ, bóng không chạm chắn, điểm thuộc về LP Bank Ninh Bình. Các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa cũng cho rằng đó là tình huống bóng chạm vào tay chắn. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc thì yêu cầu các vận động viên của ông cần phải quay trở lại trận đấu. Đây mới chỉ là những điểm số đầu tiên của set đấu thứ tư mà thôi. 2-0 dành cho LP Bank Ninh Bình. Lần này thì không có sai sót cho tình huống dứt điểm của Evan Pro Diaz. Tới từ Alberto Araujo, 3-1 dành cho LP Bank Ninh Bình.
tình huống cho thấy được sự lợi hại của Alberto Araujo. Được bóng rất mạnh của Phạm Quốc Dư. Tình huống mà Quốc Dư đã có được lợi thế trong tình huống bật nhảy của mình. 2-3 dành cho Sanet Khánh Hòa. Ra ngoài của Quốc Sư. 4-2 dành cho LP Bank Ninh Bình. Ninh Bình đang có được sự nhập cuộc tốt ở trong trận đấu thứ tư này. Quan trọng là phải giữ vững được nhịp độ tấn công cũng như là phòng thủ. Người phát bóng sẽ là Alberto Araujo. Đó là tình huống đỡ bước 1-0 tốt của Hoàng Xuân Trường. 4-0. Pha phạt bóng cũng tương đối khó chịu, nhưng đó là phút giây mà Hoàng Xuân Trường đã không thể xử lý một cách tốt nhất. Đó có lẽ là lỗi kỹ thuật thôi. Số tiếp theo dành cho Sanet Khánh Hòa. Khánh Hòa đã ghi liên tiếp điểm số để có thể vươn lên. Vậy là huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã rút Alberto Araujo và Thanh Tùng vào sân. Thanh Tùng đã có những trận đấu khá hay ở quãng thời gian đầu của mùa giải năm nay. Đến trận đấu này thì anh không được sử dụng quá nhiều. Bây giờ có lẽ là thời điểm để huấn luyện viên Bùi Trung Thảo sử dụng Thanh Tùng. Những người chơi ấn tượng nhất bên phía FP Bank Ninh Bình trong trận đấu này đó chính là Hoàng Xuân Trường. Hoàng Xuân Trường vừa mang lại điểm số gỡ hòa 5-5 cho FP Bank Ninh Bình. Pha di chuyển và sau đó dứt điểm rất hay. Tình huống kết thúc tới từ Triển Chiêu, vận động viên máu số 5 bên phía Sanet Khánh Hòa. Đó là điểm dành cho FP Bank Ninh Bình. Ta cùng theo dõi là tiếng này. Pha xử lý hay của anh Phi. Tình huống xử lý ngay từ bước 2 của anh Phi. Pha phát bóng ra ngoài của Cù Văn Hoàn. Rất đáng tiếc. 7-6 dành cho Sanet Khánh Hòa. Thanh Tùng đã mang về điểm số tiếp theo dành cho FP Bank Ninh Bình. Pha xử lý không quá mạnh nhưng đủ hiểm để có thể ghi điểm cho FP Bank Ninh Bình. Đó là tình huống kết thúc vào vị trí của Trung Trực.
này thì Phạm Quốc Dư đã cho thấy được sự chính xác và đập bóng quá mạnh của Quốc Dư. Hai đội vẫn đang ăn miếng trả miếng. Và phạt bóng không hiệu quả của Dương Văn Tiên trong ngày hôm nay thì Dương Văn Tiên đã có một màn thể hiện có thể coi là không tốt. Những pha xử lý của Dương Văn Tiên mắc lỗi khá nhiều, không chỉ là những tình huống phát bóng còn là những tình huống xử lý khác ở trên sân nữa. Điểm bây giờ đang là 8 đều. Và sau đó là một tình huống phát bóng lỗi của Phan Quan Trọng Nghĩa. Dành cho đội FP Bank Ninh Bình vẫn là những phút giây cho thấy được sự bám đuổi một cách rất gắt gao của các vận động viên bên phía FP Bank Ninh Bình. 9 đều. Đó lại là một pha phát bóng thiếu chính xác nữa. Rất khó hiểu trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong trận đấu thứ tư thì chúng ta đã được chứng kiến nhiều tình huống phạt bóng không tốt. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc vẫn đang khích lệ tinh thần của các học trò mình. Phúc Thiện đã vào sân. Và đập bóng vừa rồi của Hoàng Xuân Trường đã ra ngoài. 11-9 bây giờ đang là cách biệt 2 điểm dành cho Sanet Khánh Hòa. Đó là một tình huống mà Hoàng Xuân Trường đập bóng quá mạnh. Phía sau vạch 3m của Phạm Quốc Dư. Đó là tình huống mà Quốc Dư cũng đã căn kè một cách rất kỹ lưỡng cho pha dứt điểm của mình. Hàng chắn 3 người của FP Bank Ninh Bình không thể ngăn cản được Phạm Quốc Dư. Vừa rồi là pha đập bóng rất hay của Thanh Tùng. Chưa phải là một lợi thế tốt dành cho các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa trong set đấu thứ tư. Và là một pha bóng tấn công nữa của Thanh Tùng. Thanh Tùng đã hình như là bắt nhịp được với những diễn biến một cách căng thẳng ở trong trận đấu này. Đến set đấu thứ tư thì huấn luyện viên bên phía đội FP Bank Ninh Bình, ông Bùi Trung Thảo mới tung Thanh Tùng và sử dụng Thanh Tùng một cách nhiều hơn so với thời gian trước đó. Và Thanh Tùng đã mang về 2 điểm liên tiếp. Hoàng Xuân Trường đã phát bóng không qua lưới. Đá
điểm số cũng đã thuộc về Sanet Khánh Hòa, 14-12. Tình huống tấn công cuối cùng có lẽ là đến từ vị trí của Dương Văn Tiên. Đúng là như vậy, Dương Văn Tiên đã điểm tương đối dễ dàng khi mà hàng chắn của đội FP Bank thì mình không cho thấy được sự nhanh nhẹn hơn. Và sau đó là những phút giây mà huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cũng đã có những khoảnh khắc tương đối thú vị. Đó là câu trả lời của quan trọng nghĩa. Các vận động viên bên phía FP Bank Ninh Bình có lẽ chờ đợi nhiều hơn những tình huống dứt điểm như vậy bên phía quan trọng nghĩa. Và dứt điểm chéo sân của quan trọng nghĩa, một tình huống kết thúc rất đẹp, 13-14. Và phạt bóng của Cù Văn Hoàn. Tình huống bỏ nhỏ. Và giờ là thời cơ dành cho các vận động viên bên phía MP Bank Ninh Bình. Và tình huống kết thúc vẫn là của Dương Văn Tiên. Điểm số tiếp theo dành cho Sanet Khánh Hòa. Họ lại tạo ra cách biệt 2 điểm. Vẫn là những cách biệt cho thấy được sự khó chịu trong những tình huống tấn công của Sanet Khánh Hòa. Và đội bóng không tốt của quả trọng nghĩa. Nhưng sau đó là tình huống tấn công rất hay. Hoàng Xuân Trường là người đã kết thúc. Tiếp tục là một sự bám đuổi của các vận động viên bên phía FP Bank Ninh Bình. Và sau đó tiếp tục là điểm số nữa của Sanet Khánh Hòa được ghi do công từ vị trí của Dương Văn Tiên. Dương Văn Tiên đang chơi tốt hơn trong những phút vừa qua, và đặc biệt là trong trận đấu thứ tư này. Cần phải là một cú đập bóng mạnh mẽ và xử lý tinh tế của các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa, 17-14. Cách biệt đã được tạo ra là 3 điểm. Những tình huống tấn công khá tốt của các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa. Và lại một lần nữa chúng ta thấy huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc ăn mừng. Đó là những phút giây ăn mừng có phần phấn khích của ông Bùi Quang Ngọc. Chung và hồ bóng người ta đánh không khó đâu, còn tự mình chết thôi. Tự mình chết thôi. Bỏ đi, làm. Đã hết thời gian hội ý. Và bây giờ thì hai đội quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của set đấu thứ tư. Đây vẫn đang là set đấu mà các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa có được sự tự tin. Đó là tình huống nỗ lực nhưng không thể cứu bóng một cách tốt nhất. Điểm dành cho FP Bank Ninh Bình, 15-17. Thank you.
nỗ lực cứu bóng. Sau đó thì các vận động viên của FPB Ninh Bình không thể xử lý bước tiếp theo. Đó là pha bóng mà libero của FPB Ninh Bình. Trịnh Duy Phúc đã rất nỗ lực rồi. Thanh Tùng đã không thể kịp thời chạy lại. Pha dứt điểm trước đó là quá hay của Evandro Diaz. Tình huống cho thấy được khả năng dứt điểm tuyệt vời của ngoại binh người Brazil. Tiếng đáp trả là cái tên quen thuộc Hoàng Xuân Trường. Những nỗ lực của đội FP Bank Ninh Bình. Điểm số đang là 16-18, cách biệt 2 điểm. Nhưng đây vẫn là một cách biệt tốt dành cho Sanet Khánh Hòa. Đó là điểm dành cho Sanet Khánh Hòa. Từ Thanh Thuận đã vào sân. Lại một lần nữa là một sự thay đổi quen thuộc của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Từ Thanh Thuận sẽ xuất hiện ở trong những diễn biến cuối của mỗi set đấu trong bối cảnh mà Sanet Khánh Hòa đang muốn hướng tới chiến thắng. Vừa rồi thì Từ Thanh Thuận đã phát bóng ra ngoài sân. Điểm thuộc về đội FP Bank Ninh Bình 17-19. Ra ngoài 20-17, Sanet Khánh Hòa đang hướng đến rất gần với một chiến thắng. Peroto cũng đã vào sân. Xuân Trường cũng đã cực kỳ nỗ lực cho pha đập bóng. 18-20. Thứ vẫn chưa khép lại với LP Bank Ninh Bình. Mặc dù lúc này thì Sanet Khánh Hòa cũng đang cho thấy được sự quyết tâm. Sanet Khánh Hòa xin thay vận động viên số 20 ra sân, số 10 vào sân. Cứu bóng của Xuân Trường. Sanet Khánh Hòa xin thay vận động viên số 9 ra sân, số 7 vào sân. Như vậy là Từ Thanh Thuận cũng đã được rút ra. Điểm bây giờ đang là 22-19, cách biệt 3 điểm.
đó là pha tấn công rất hay. Và bây giờ Thanh Hải xuất hiện ở một thời điểm nhạy cảm. Và bây giờ là thời cơ để FPBank Ninh Bình có thể ghi thêm một điểm nữa. Tiếp tục là Hoàng Xuân Trường. Đây là mang áo số 6 ngày hôm nay, xứng đáng là một trong những cái tên chơi ấn tượng nhất. Và thực tế trên sân cũng đã nói lên điều này. Bây giờ là thời điểm cực kỳ quan trọng của trận đấu thứ tư và huấn luyện viên Bùi Trụ Thảo đang dành thời gian nhắc nhở cho các học trò của mình cũng như là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Bây giờ sẽ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm và hấp dẫn nhất của trận đấu. Người phát bóng bên phía FPBank Ninh Bình sẽ là Nguyễn Huỳnh Anh Phi. Đó là tình huống chặn bóng rất hay. Và chặn bóng thành công của các vận động viên bên phía FPBank Ninh Bình đã giúp cho gỡ lại 22 đều. Người đã chặn bóng thành công trong tình huống rồi là Thanh Tùng. Bị dẫn điểm nhưng LPBank Ninh Bình đã có thể gỡ lại 22 đều. Quyết tâm tuyệt vời của họ. Rồi tấn công dành cho Sanes Cánh Hòa và đó là tình huống bóng đã chạm chắn. Evan Pro Diaz đã vào sân. Và dứt điểm rất mạnh. Và lại một lần nữa thì chúng ta thấy một khoảnh khắc rất thú vị của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Những tình huống ăn mừng có thể nói là phấn khích. Đó là tình huống đập chồng. Quản Trọng Nghĩa mang về điểm số gỡ hòa 23 đều. Một lần nữa là một điểm số gỡ hòa của đội FPBank Ninh Bình. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đội nào có được điểm số tiếp theo sẽ có được cơ hội giành chiến thắng. Một tình huống đập chồng rất hay của FPBank Ninh Bình. Quả Trọng Nghĩa cũng sẽ là người phát bóng. Và sau đó là cú đáp trả của Phạm Quốc Dư. Quốc Dư đã mang về điểm số 24 dành cho Sanes Cánh Hòa. Đây có thể sẽ là điểm số quyết định. Rất hồi hộp. Liệu Sanes Cánh Hòa có thể vượt qua LPBank Ninh Bình trong ngày hôm nay hay không? Một trận đấu cũng tương đối khó khăn dành cho Sanes Cánh Hòa. Đáng tiếc cho huấn luyện viên Bùi Trung Thảo khi ông không thể sử dụng Anut Promchan. Khi mà tay đập người Thái Lan đã dính chấn thương. 24 đều. Tinh thần quá tưởng của các vận động viên bên phía LPBank Ninh Bình. Cơ hội cho Sanes Cánh Hòa. Vẫn là Quốc Dư. Vẫn là Quốc Dư. Vẫn là cơ hội giành chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay dành cho Sanes Cánh Hòa. Họ cũng đã thể hiện bản lĩnh
25-24 và người phát bóng cho Sanet Khánh Hòa sẽ là chủ công Phạm Quốc Dư. Đội phối hợp tấn công dành cho Ninh Bình. Đó là tình huống phối hợp tấn công tốt. Hoàng Xuân Trường dứt điểm. Không ai khác. Tình huống mà chúng ta thấy Phạm Quốc Dư trời quá ấn tượng. Pha phối hợp hay giữa Phạm Quốc Dư cùng với người đã chuyền hai tốt là Đinh Văn Tú. 26-25 tiếp tục là điểm số giúp cho Sanet Khánh Hòa có được việc gần hơn với chiến thắng chung cuộc. Xuân Trường, đây là cơ hội dành cho Sanet Khánh Hòa. Và đó là tình huống đập bóng rất nguy hiểm. Như vậy trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 27-25 dành cho Sanet Khánh Hòa ở trong trận đấu thứ tư. 3-1 tỷ số chung cuộc. Như vậy là Sanet Khánh Hòa cũng đã vượt qua được đối thủ rất khó khăn, đó chính là FP Bank Ninh Bình trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các vận động viên bên phía Sanet Khánh Hòa với chiến thắng này. Và đây là màn mừng của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Xin được chúc mừng Sanet Khánh Hòa một lần nữa, nhưng cũng khen ngợi cho tinh thần thi đấu của FP Bank Ninh Bình. Trận đấu khép lại với chiến thắng xứng đáng dành cho Khánh Hòa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngay sau đây sẽ là phần phỏng vấn ngay sau trận đấu của chúng tôi.